Tóc mình khi không tạo kiểu thì nhìn sẽ như thế nào? Hôm nay sẽ không làm cái nội dung gì cả mà đơn giản là chia sẻ cái tóc của mình hiện tại cho anh em xem. Thì có vài bạn yêu cầu cho nên là mình sẽ show để cho anh em nhìn nhá. Thì như mình đã nói, mình đang trong cái quá trình mà mình nuôi tóc và cái tóc hiện tại của mình đang trong cái tình trạng gọi là không làm gì đây. Không tạo kiểu, không làm gì hết. Anh em nhìn cái mái không ngố không? Cái mái kiểu nó kiểu nếu mà tạo kiểu một chút thì nó sẽ ra kiểu layer ngắn đấy, nhưng mà trong hiện trạng hiện giờ là tóc gội xong để bình thường tự nhiên không có làm bất cứ một cái gì hết đấy, nhưng mà anh em nhìn nó vẫn có một cái gì đấy cảm giác nó ổn đúng không, ổn chứ không 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 đến lỗi đúng không. Thì cái cơ bản thì mình đã nói với anh em rồi, mình đầu tiên có cái hai cái anh em cần lưu ý. Thứ nhất là mình phải trau dồi cho mình cái kỹ năng để tạo kiểu tóc đấy, để khi mà mình ra ngoài mình có thể thay đổi được nhiều kiểu và mình có thể xử lý một cách nhanh gọn những trong trường hợp mà tóc mình đang xấu. Cái cách thứ hai là mình phải biết được rằng mình cần phải làm những cái gì để cho tóc của mình trong cái tình trạng mà mình không tạo kiểu tóc, ví dụ như mình lúc này nhìn nó vẫn có cái cảm giác nhìn nó gọn gàng đẹp đấy. Thì mình có ép size hình như là tháng rưỡi hay 2 tháng video bên trên này đấy, thì cũng lâu lâu rồi mình cũng không nhớ cụ thể nó bao lâu nữa, không biết có anh em nào nhớ không nhỉ. Đấy thì từ cái đợt đấy đến bây giờ thì anh em nhìn này, cái tóc của mình này nhìn nó vẫn gọn gàng đúng không. Tóc mình là tóc rất bung nhá, rất bung. Trước đây khi mà mình hay cắt những kiểu đầu cắt trắng cắt sát ấy, nó khoảng tầm 1 tháng đến 1 tháng rưỡi rồi nó xồm lên như thế này này. Nhưng mà anh em thấy không, khi mà mình ép size, khi mình đưa dài ra này, nhìn cái tóc của mình nó vẫn còn cái độ bám. Chứ nếu như mình không ép size thì chắc chắn là nó sẽ bung hơn. Đấy thì để trong cái tình trạng bình thường mà nhìn không tạo kiểu thì nhìn tóc nó vẫn gọn, vẫn còn gà. Còn cái của mình đây, một cái của mình đang dài dài hết rồi đấy. Thì mình không biết cái tốc độ tóc của mình mọc cụ thể là bao nhiêu, nhưng mình nghĩ nó tầm hơn 1 phân 1 tháng. Đấy, thì phần gáy của mình cũng khá là dài rồi, thì mình đang nuôi tóc dài cho nên là riêng cái phần mai này, cái phần này này khoảng tầm mình đang nuôi tóc dài mà thì mình sẽ không cắt, thì cái phần này của mình này này khoảng tầm 1 tháng rưỡi đến 2 tháng nữa bắt đầu nó sẽ động vào cái phần, nó sẽ động vào cái phần vành tai này, này bắt đầu nó sẽ có hiện tượng nó xù xù như này này, bung bung như này này đấy. Thì đến cái đoạn này bắt đầu nó mới bung nhiều này, này. Đấy thì lúc đấy thì mình sẽ ép size lại đấy. Còn tóc hiện giờ thì như thế này đây, thì với một cái kiểu, với một cái form như thế này, với một cái hiện trạng như thế này, mình có thể, nếu như anh em biết tạo kiểu, anh em có thể tạo ra được rất 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 nhiều kiểu, rất nhiều kiểu. Nó không phải tính bằng chục đâu, mà nếu như mà biết cách thì có khi thành vài chục kiểu luôn. Nhưng mà trước đây thì mình chăm lắm, trước đây thì mình mỗi ngày mình thay đổi một kiểu, nhưng mà bây giờ mấy ngày mình phải thay đổi một kiểu, bởi vì mỗi ngày mà thay đổi một kiểu thì thực ra nó hơi mệt. Cái thời đầu mình làm TikTok ấy thì mỗi ngày mình thay đổi một kiểu, nó cũng là một cái chiến lược của mình, nhưng mà bây giờ thì thôi, mình cũng anh em cũng quen mình rồi thì mình cũng thay vài vài ngày hãy thay đổi một kiểu, thì lúc đấy anh em nhìn nó cảm giác nó cũng mới đúng không. Thì nếu như mỗi ngày một kiểu thì cảm giác nó sẽ hơi bị sốc, đôi khi nó hơi bị sốc đấy. Thì chia sẻ với anh em, tóc mình có vài sợi tóc bạc nhá, anh em nhìn chưa này, đấy tóc mình cũng có tóc bạc như anh em thôi nhá. Đấy, tóc mình thì được cái là nó không bị xoăn quá, nó bình thường thôi, chất tóc thì nó cũng vừa đủ, nó cũng không quá dày mà nó cũng không quá mỏng đấy. Nói chung là tóc mình cũng đầy đủ các cái ưu nhược điểm như tóc người bình thường hết. Có điều là mình làm thợ cho nên mình khéo ở một cái là mình trau dồi cho mình cái kỹ năng tạo kiểu tóc là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình làm hóa chất thì làm những cái cần làm, ví dụ như tóc bung thì mình làm thôi đấy, hay là như tóc anh em xoăn thì anh em cần làm nó là cái gì, là duỗi vậy thôi. Tóc dày thì cần làm là cái gì, là tỉa mỏng bớt đi thôi, tóc mỏng thì cố gắng không tỉa, mình có thể nó uốn lên để cho cảm giác nó phồng lên. Đấy là những cái làm hóa chất cần thiết đấy, những cái thực sự cần thiết mình mới làm đấy nhá. Thôi chia sẻ ngắn với anh em vậy thôi, cảm ơn anh em.